phải là bất cứ một ca sĩ nào khi chúng ta muốn chúng ta đều có sự hỗ trợ của một sân khấu hoành tráng như thế, âm thanh hay như thế và một lượng khán giả tuyệt vời như thế. Và Tuyền có được ở Tuyệt Đỉnh Chính Tài đấy chính là cái trải nghiệm của mình ở tất cả các thể loại nhạc, các dòng nhạc, mà cái điều đó Hải Yến chưa bao giờ dám nghĩ rằng là mình sẽ làm, chứ đừng nói là mình sẽ làm tốt ở trên sân khấu.
Xin chào tay đồng nhiệt cho Nguyễn Hải Yến, thưa quý vị. Đã hơn một lần. À, có thể nghe một tràng pháo tay dài hơn được không ạ?